Anh em có nhu cầu muốn Ninh Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhnamoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel mình là Ninh Ngọc 1 tỷ đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách cộng chỉ số cho một cái con Queen 5x thế nào để phù hợp nhất. Ở đây thì anh em có thể thấy là mình có một cái con Win 5X, đây là con kẹp của nó nhé. Con kẹp nó 12 triệu sức mạnh thôi. Anh em có thể thấy là cái sức đánh thì trên 300 thì thôi mình không nói sức đánh nữa. Key thì thôi mình không nói key. Anh em nhìn cái HP gốc này, HP gốc là 20.260. Ok, con này đã được cộng lên 20.260 rồi, tiêu chuẩn là tầm độ khoảng 20.000 tầm độ khoảng 10.000 thôi. Đấy, thì nhưng mà được cộng lên 20.000 cũng được, không vấn đề gì cả. Còn con bên này thì HP gốc là 20.000. Thì bây giờ anh em sẽ làm cho HP gốc của cái hành trong cái hành trang này này. Bây giờ trong hành trang này HP gốc HP đang là 20.020. Tức là con kẹp của mình là hơn con Win này là 240. Bây giờ mình sẽ cộng 240 vào cái con này. 240 này, còn 220 này. Còn 200 này. Và cộng thêm 200 nữa thật. Hai con này máu bằng nhau. Đấy. Tức là máu HP của hai con bằng nhau trong hành trang được, trong hành trang ấy là HP trong hành trang bằng nhau. Còn phần sức đánh là con này mình sẽ đeo cho nó cái găng đồng chôn này. Thì anh em thấy sức đánh gốc của nó ở đây là 6.700. Còn cái sức đánh gốc của cái con kẹp cùi này là 413. Anh em đừng quan trọng cái HP, cái sức đánh gốc của cái con kẹp. Miễn là trên 300 là được. Còn HP thì anh em mới quan trọng nhé. HP thì hai con HP hành trang, trong hành trang nhé thì phải bằng nhau. Còn gốc thì không biết thế nào, nhưng mà trong hành trang là phải bằng nhau. Còn sức đánh gốc của cái con Win này, anh em thấy là như này. Mình mới lấy nick này trên shop ninhnamoti.com đấy anh em ạ. Anh em có nhu cầu mua thì nên ủng hộ mình nha. Ở đây thì mình sẽ cộng full cái sức đánh gốc để cho anh em xem. Đấy, mình cộng được là 2k9 rồi, à 6k9 rồi. Ok, mình cộng được 69. Ok, được khoan nữa. Ok. Rồi, ok. 6923. Tức là cộng HP gốc thì HP hành trang thì hai bên bằng nhau, còn HP gốc thì sức đánh gốc ấy thì càng cao càng tốt. Ở đây thì mình cộng lên nó là 7800 rồi anh em ạ. Ở đây thì mình có ít đồ hút máu, áo hút HP, ok. Hút HP, hút ki. Đây là một cái con trên shop nick là 1 tỷ.com của mình nhá. Rất may mắn là con này có cả BT. Ok. Ở đây là một cái con Win 5X. Mình sẽ ở nét 10 cho anh em xem nhé. Đấy anh em thấy nhá. Máu nó chỉ là 4k mấy thôi, mà mình đấm một phát là 9.000 mấy. Tí nữa nếu mà HP mà như thế này thì cái máu của con quái nó sẽ, cái sức đánh con quái nó sẽ thấp, mà máu của con quái nó cũng sẽ thấp. Ok, mình sang con kia sang trước. Con này bây giờ mình sẽ sang, bởi con kẹp nó sang này nó sẽ lấy cái HP của cái con lính độc nhãn này, sẽ lấy cái chỉ số của con kẹp. Tức là ở bây giờ đi là cái chỉ số trong cái doanh trại độc nhãn này là chỉ số của con kẹp chứ không phải chỉ số của con Win. Đấy là lý do tại sao mà Win doanh trại rất là dễ. Đây là cái cơ chế đi Win doanh trại thì anh em phải có một con kẹp và một con Win. Anh em yên tâm, anh em cứ mua nick ở trên shop nick nằm 1 tỷ.com là sẽ đầy đủ cho anh em luôn. Đầy đủ cho anh em luôn, từ kẹp đến Win. Anh em về là anh em cơ cấu rồi thế nào rồi đi thôi, thì rất là đơn giản. Đôi khi còn có cả đồ cho anh em luôn để mà đi, nó hút máu, đồ hút máu hút kỳ ấy. Đấy, thì bây giờ thì anh em thấy có cả chim này và phi nong này. Ô, có cả tự động luyện tập này, 1.000 bao nhiêu phút này. Tí nữa mình sẽ dùng tự động luyện tập nhé. Ok, nhưng mà tí nữa thì map kia mới dùng được tự động luyện tập. Bây giờ dùng tự động luyện tập thì nó sẽ dùng mất cái khiên năng lượng của mình. Đấy, anh em cứ cho cái con kẹp kia qua map, qua map trước để lấy chỉ số. Ok, đến chỗ này thì đơn giản thôi, anh em cứ đấm bình thường thôi. Đấy, anh em đấm bình thường bởi vì sức đánh cao mà. Sự đấy anh em thấy không, đường viên 4 sao, ui giời, rất là may mắn luôn, bởi vì sức đánh cao mà, thế nên là đấm nó rất là nhanh thôi. Anh em những cái nick như này trên nick là 1 tỷ.com đang bán với giá rất là rẻ thôi, anh em nên ủng hộ mình nhá. Và anh em mua qua Facebook Zalo mình thì mình sẽ chỉ fit cho anh em 50k Viettel thôi. Một nick như này 50k Viettel thôi, có cả kẹp cả Win, quá là rẻ luôn anh em, vừa đi vừa giải trí vừa kiếm tiền, quá là ok luôn anh em ạ. Hiện tại thì mình đang bán ngọc vàng Silver 5 với giá rất là rẻ luôn. Giá là X10 anh em ạ, rất là rẻ luôn. Anh em có thể IP qua Facebook Zalo mà trao đổi nhá. Ok, anh em mua nick thì hãy nên shop nick nằm 1 tỷ.com để ủng hộ mình nhá. Shop nick bán mắc rẻ mắc uy tín, khuyến mại từ 20 đến 40%. Quá là ngon luôn.
Ví dụ anh em mua cái nick mà 120k shop thì anh em nạp qua Facebook, Zalo. Đối với cả ví thì anh em mất 80k, còn đối với cả cạc thì anh em chỉ mất 100k nếu mà nạp qua Facebook, Zalo. Quá là rẻ. Ok, bây giờ mình sẽ qua map luôn. Quá là rẻ luôn anh em, anh em thấy rẻ không? Mà cái giá trên shop của mình đã là rẻ phải bằng một nửa các shop khác rồi, mà anh em nạp qua Facebook, Zalo còn được cả khuyến mại nữa, thì mình nói thật anh em là quá rẻ luôn. Chưa tìm được cái shop nào rẻ hơn được cái shop mình. Ok, bây giờ mình sẽ giết con sói xám này. Anh em có thể thấy là đấm chỉ đấm mấy cái là đi thôi. Đi một con như này thì anh em chỉ mất tầm độ khoảng 6 7 phút thôi. Rất là nhanh thôi anh em ạ. Mình đi mình tỉ tê với anh em thì mới mất nhiều thời gian chứ. Chứ một con này chỉ mất đến 6 7 phút thôi. Rất là nhanh anh em. Đấy anh em thấy rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ lấy con này qua map. Con kẹp này luôn luôn là cái con qua map nhé. Cơ chế là cái con kẹp sẽ là cái con qua map, và cái chỉ số của con kẹp, tức là HP của con kẹp càng cao thì sức đánh của mấy con quái trong này càng cao. Còn sức đánh của con kẹp 400 thì máu của con quái ở trong đấy chỉ hơn 4k thôi. Thế anh em đừng cộng máu của con sức đánh của con kẹp nhiều làm cái gì cả. Anh em cộng thế thì tổn là máu của cái con trong này nó cao hơn nên thôi. Đấy, mà máu của những cái con này cao thì máu mót cũng cao. Thế tội gì phải như thế đúng không? Ok, anh em có thể thấy là bây giờ chỗ này thì anh em sẽ bật khiên năng lượng ấy. Đây, anh em chỉ cần bắn hai cái là đi thôi, ba cái là đi thôi. Đấy, rất là nhanh luôn. Bởi vì sức đánh nó cao mà anh em. Nhưng tiếc quá không được viên 5S6S gì, vì sức đánh nó cao mà anh em. Ok, trong cái lúc mà hết cái đấy này mình sẽ lấy tự động luyện tập này. Anh em có thể thấy này. Ui giời, thôi xong rồi, toa. Mình sẽ tắt tàn sát đi. Bật tàn sát với cả ấy khó chịu quá anh em ạ. Bật tàn sát với cả cái kia khó chịu quá. Bây giờ mình sẽ ok thôi, để chiêu đấy thì mình ăn boss nhỉ. Đấy anh em thấy nhanh không? Bắn một cái đi, một cái đấm một cái là được. Rất là nhanh thôi. Anh em có thể thấy là rất là nhanh thôi. Đấy anh em thấy nhá, rất là nhanh. Ok, thì mình đã ăn được mà cái tự động luyện tập này rồi. Tự động luyện tập này còn rất là nhiều nhá. Anh em hoàn toàn có thể dùng cái tự động luyện tập này để làm những cái việc khác, giống như úp quái là trên quái là làm cái gì thì đấy tùy anh em. Thì rất là tiện luôn. Bây giờ mình sẽ sang bên này. Như vậy là mình được mỗi viên 4S anh em ạ. Thì anh nhận được một viên 4S nữa là coi như là này là ấm. Mình cũng chỉ cần thế thôi mà, cần gì nhiều đâu mà. Ok, cái con này, cái con boss này nhé, là 28k, mình sẽ bắn 3 phát, 4 phát thì đó thôi. Đấy, 28k chỉ bắn 4 phát, bắn 3 phát anh em ạ. Ui dồi, nhưng mà được viên 7S, chán quá anh em ạ. 7S thì làm được cái gì? 1S còn chả làm được gì thì 7S. Ok, tích tiểu thành đại thôi anh em ạ. Thì bây giờ mà nick nó cũng không, bộ ngọc rồng nó cũng không như ngày xưa, bây giờ cứ tích tiểu thành đại thôi. Ngày xưa thì nó được giá hơn rất là nhiều. Ok, cái này nó hơi nang thế anh em ạ. Mình sẽ đi qua cuối map luôn. Sẽ đi cuối map nữa, ok. Và bây giờ mình sẽ cho cái con Queen lên. Đấy, cộng chỉ số con Queen này rất là dễ thôi. Anh em mua về mà mình chưa cộng, chưa, vẫn còn tiềm năng mà mình chưa cộng thì anh em cộng giúp mình nhé. Anh em có nhu cầu muốn nick hãy lên số nick nào một tí nhá. Bán đầy đủ các thể loại nick từ A đến Z. Nếu mà nhá, nếu mà anh em mà nỡ tay mà cái con Win lên trước nhá thì anh em thoát game ra, thoát cả game, cả Win cả kẹp ra và cho kẹp lên trước thì máu nó lại một khác. Đấy, còn anh em nỡ tay mà cho cái con Win này lên trước thì máu mấy cái con ninja các thứ trên này nó cao lắm, anh em không đấm được, không đánh được. Máu cao lắm. Đấy anh em thấy không? Anh em thấy không? Đấy anh em thấy không? Cái sức đánh cao nó có một cái lợi thế là cái con ninja áo tím ấy nó chưa kịp biến hình anh em. Bởi vì mình ví dụ anh em nha, con ninja áo tím vừa nãy nó là 29k máu đi mà xuống 1/3 tức là 10k máu thì cái con ninja áo tím đó nó sẽ biến hình. Tức là 10k nó sẽ biến hình. Đấy, nhưng mà mình bắn một cái nó lại được 13.000 cơ. Thế đúng cái lúc mà nó xuống 12.000. Máu nó xuống 12.000 thì mình bắn một cái nó lại được 13.000. Thế thì đúng là chưa kịp biến hình đúng không? Đấy, thế nên là đấy chính là lý do tại sao mà chưa kịp biến hình mà mình đã giết được cái con ninja tím rất là dễ. Mà nó không kịp biến hình. Không thì anh em lại bảo trận này hên là cái con ninja tím nó không biến hình. Không phải là nó không biến hình đâu anh em ạ, mà là nó không kịp biến hình. Ok, anh em mình sẽ lừa con này ra đây. Ui thôi, toang rồi, đập tay đôi luôn, ok. Anh em có thể thấy là mình ở đây mình được hai viên, một viên này 5S này, hai viên 5S này,
Anh em có thể thấy là lần này mình đi thì mình đi được là 2 viên 4S và 2 viên 5S. Bây giờ mình đi mình nhặt nữa là mình được 3 viên 4S. Khá là ngon anh em ạ, khá là ngon. Ok. Thế nên anh em mua thì hãy mua cái con sức đánh thật là cao, mà nếu mà không có con sức đánh cao thì thôi mua con sức đánh kém được, không vấn đề gì cả. Vậy là mình được 2 viên 4S này, 2 viên 5S. Bây giờ mình sẽ lấy cái con kẹp của mình đi để mà nhận viên 4S tiếp theo nhé. Viên 4S cuối cùng. Hy vọng là AD sẽ phát triển cái map này thêm một cái nữa ngoài cái kho báu, bản đồ kho báu, mà cứ win là sẽ được đi một cái phó bản khác hay ho hơn trước. Ok, mình đi mình sẽ thấy viên, à đây, mình nhặt được viên 4S đây rồi. Rất là đơn giản thôi. Vậy là trận này mình được 4 viên 3 viên 4S, 3 viên 4S anh em ạ, 3 viên 4S và 2 viên 5S. Khá là ngon anh em ạ. Ok, anh em có nhu cầu mua nick thì hãy lên shop nick làm 1tỷ.com để ủng hộ mình nha. Shop nick khuyến mại từ 20% đến 40% khi nạp qua Facebook Zalo. Anh em chơi chán bán hoàn 90% giá trị nick. Anh em hãy lên ngay shop nick làm 1tỷ.com nha. Shop nick mình có bán cả nick Liên Quân nữa anh em nha. Anh em hãy lên ủng hộ mình. Ok, bây giờ mình sẽ tặng hai bạn may mắn nhất để nhận được phần thưởng là 10 cá sốp nha. Bạn đầu tiên thì mình xin chúc mừng là bạn Anh Nhớ FF đã nhận được 10 cá sốp nha. Bạn thứ hai là mình xin chúc mừng là bạn Hưu Sách Gay đã nhận được 10 cá sốp nha. Anh em nhớ comment tài khoản sốp bên dưới thì mình tặng tiền nha.